Mở đầu bộ phim, một cô gái xách chiếc túi của mình chạy ra rất vội vàng. Cô là Hotaru, một học sinh trung học. Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên của cô. Năm này cũng như những năm trước, cô sẽ trải qua mùa hè của mình ở quê nội. Cô đang háo hức, mong chờ để được đến đó. Ra tới bến xe buýt, trong lúc đợi xe đến, cô nhớ lại ngày mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên. Lúc Hotaru 6 tuổi, vào một ngày hè, cô đi lạc vào sâu trong rừng, nơi mà các yêu quái cư ngụ. Hotaru thấy cô độc và sợ hãi. Cô ngồi khóc. Bỗng có tiếng gọi, "Này nhóc." Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, thấy có người đang đeo mặt nạ nhìn cô. Hotaru liền đứng dậy, chạy đến ôm người ấy, nhưng người ấy tránh ra khiến cô bị ngã. Người ấy xin lỗi, hỏi cô là con người hả? Cô mở to mắt ngạc nhiên. Người ấy nói tiếp, nếu bị con người chạm vào, anh sẽ biến mất. Cô cảm thấy tò mò hơn, biến mất như thế nào? Cô cố tình chạm vào anh, nhưng anh tránh được. Cô đuổi theo anh lại tránh, rồi anh dùng cây đánh vào đầu cô. Cô nằm xuống khóc, sao lại đánh trẻ con cơ chứ? Đúng là không phải con người mà. Anh nói, biến mất là không tồn tại nữa. Vị thần núi nơi đây đã phù phép cho anh vậy đó. Hotaru liền xin lỗi, anh bảo cô giữ một đầu cây, rồi anh sẽ đưa cô ra khỏi khu rừng. Hotaru vui mừng chạy đến ôm anh, và cô lại ngã thêm lần nữa. Cô xin lỗi vì cô quên điều anh vừa nói lúc nãy. Hai người cùng đi bộ ra khỏi khu rừng. Tạm biệt nhau, cô nói với anh, cô là Hotaru, cô sẽ quay lại đây và mang theo quà để cảm ơn anh nữa. Một cơn gió nổi lên khiến Hotaru hoảng sợ, cô quay người chạy thì anh nói theo. Anh là Jin. Cô đứng lại, nhìn lui nhưng không thấy anh đâu cả. Trên đường đi về, cô gặp bác của mình. Ông đang đi tìm và rất lo lắng cho cô. Cô chạy đến ôm ông thì bị ông đánh một cái thật mạnh vào đầu. Cô lại chạy đến ôm ông và khóc. Hai bác cháu nắm tay nhau cùng đi về. Cô hỏi ông về khu rừng của thần núi. Ông nói, người ta bảo trong đó có thần núi và các yêu quái cư ngụ. Có người còn lạc vào trong lễ hội mùa hè do các yêu quái tổ chức. Lúc ông còn trẻ, ông thường cùng chúng bạn vào tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Tối đó, cô thấy khó ngủ. Cô nhìn lên trần nhà và nghĩ về chuyện gặp anh lúc sáng. Nhưng rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, Hotaru trở lại, thấy Jin đang ngồi đợi. Cô chạy đến ôm anh nhưng bị anh đánh vào đầu. Cô xin lỗi vì lại quên mất. Rồi anh dẫn cô vào khu rừng của thần núi chơi. Cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cô thấy một con yêu quái xuất hiện. Nó tính ăn thịt cô, nhưng Jin không cho phép. Nó nói cô không được chạm vào Jin, nếu không nó sẽ ăn thịt cô. Rồi nó biến thành một con chồn và chạy mất. Jin nói với cô đó là yêu quái, nhưng nó rất nhát gan. Hotaru hét lên thích thú, thật tuyệt vời. Lần đầu tiên được thấy yêu quái. Họ cùng đi, cô hỏi anh, vì sao anh phải che mặt lại, anh không trả lời, anh bảo hãy kể chuyện của cô cho anh nghe. Anh không biết con người ở bên ngoài như thế nào. Những ngày sau đó, cô đều trở lại khu rừng chơi cùng anh. Họ cùng chạy quanh và chơi khắp ngọn núi. Một hôm, Jin đang nằm ngủ, Hotaru đến, gỡ mặt nạ anh ra, lần đầu tiên cô được nhìn thấy mặt anh. Jin mở mắt, cô giật mình đậy mặt nạ lại. Jin ngồi dậy và hỏi cô, thấy bình thường phải không? Cô trả lời bằng câu hỏi, sao anh phải đeo mặt nạ? Jin trả lời, nếu không đeo thì sẽ không giống yêu quái. Chiều đó, Jin đưa cô về. Cô nói một cách buồn bã, ngày mai em sẽ không quay lại đây nữa, em phải về nhà rồi. Em chỉ ở đây đến hết hè thôi. Jin hỏi, năm tới em có quay lại đây không? Hotaru nói, vâng ạ. Mùa hè năm sau lại đến, cô trở lại đây. Họ vẫn vui vẻ, chơi đùa cùng nhau, đang đi dạo. Một cánh tay yêu quái nắm lấy Jin, cảnh báo anh sẽ gặp nguy hiểm nếu để cô bé chạm vào người. Jin nói, cảm ơn, nhưng không sao đâu. Cánh tay rút lại và dặn Hotaru, xin đừng chạm vào cậu ấy. Hotaru trả lời, vâng ạ. Họ lại tiếp tục đi. Mùa hè năm sau, rồi mùa hè năm sau nữa đến. Cô quay lại đây. Jin biết Hotaru đã đến nên đi tìm cô. Từ trên cành cây, cô thả người xuống hù anh, nhưng anh chẳng giật mình gì cả. Cô bảo anh bỏ mặt nạ ra cho cô xem mặt anh chút xíu. Anh đồng ý, đột nhiên cành cây bị gãy, cô bị té xuống. Jin tính đỡ cô nhưng rồi lại thôi, may mắn là cô không sao cả. Hotaru nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng chạm vào em đấy, nhất định không được chạm đấy. Rồi cô khóc. Mùa hè tiếp theo và mùa hè tiếp theo nữa, cô lại đến khu rừng. Bây giờ cô đã là học sinh lớp 5, nhìn cô lớn hơn hẳn. Jin nói, hình như em giống một cô gái hơn rồi đấy. Hotaru nói, em là con gái mà. Rồi họ lại đi chơi. Cô chơi trò đi thăng bằng trên một cái cây. Vừa đi cô vừa nghĩ, Jin có vẻ lớn chậm hơn so với người thường nhỉ. Đột nhiên, mất thăng bằng, cô bị té. Họ chơi trò thả diều. Anh cầm con diều để cô chạy, con diều bay lên cao. Hotaru vui vẻ nhìn Jin. Jin hiểu ý, anh cầm dây diều. Hotaru cười hạnh phúc. Cứ mỗi năm hè về, Jin lại thấy Hotaru thay đổi, nhưng Hotaru lại thấy Jin vẫn y như ngày đầu gặp mặt. Hotaru nằm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, liệu một ngày nào đó, mình có già hơn Jin không nhỉ? Rồi cô nhớ đến khuôn mặt của anh khi tháo mặt nạ ra. Đang miên man trong dòng tư tưởng thì bác của Hotaru đi vào gọi cô ra ăn dưa hấu. Bác cô nói, mùa hè năm nay thời tiết tốt nên dưa hấu rất ngon, nhưng mà mùa đông sắp tới chắc sẽ lạnh lắm, thậm chí có thể đóng băng cả thần núi đấy. Nghe vậy, Hotaru liền nghĩ đến Jin, cô mua tặng Jin một chiếc khăn quàng. Nói anh hãy mang khi mùa đông đến.
Rồi cô chào anh, hẹn năm sau gặp lại. Trở về nhà, Hotaru không còn hoạt náo như trước, cô thường ở một mình, hoài niệm về những ngày hè được vui chơi cùng Jin. Mùa đông đến, thời tiết bên ngoài rất lạnh, cô không biết bây giờ Jin như thế nào, có mang chiếc khăn cô tặng hay không. Sáng đó, Hotaru đi học, do mãi suy nghĩ, cô đi vào đoạn đường trơn, bạn cô đưa tay cho cô nắm. Vừa đi cô vừa nghĩ, ước gì được gặp Jin, ước gì được chạm vào Jin. Rồi mùa hè lại đến, Hotaru đến gặp Jin, bây giờ cô đã là học sinh trung học. Cô nói, 3 năm nữa thôi, tốt nghiệp rồi em sẽ tìm việc ở đây, vậy là có thể ở cùng anh suốt rồi, cả mùa thu, mùa đông, lẫn mùa xuân nhỉ. Jin không trả lời, rồi anh kể cuộc đời anh cho cô nghe. Jin nói, anh không phải là yêu quái, cũng không phải là người, anh đã từng là người nhưng khi còn trong nôi. Anh bị bỏ rơi trong rừng này, anh cứ khóc liên tục, và có thể anh đã chết, thần núi đã xuất hiện, ban cho anh một phép thuật để anh sống lại. Nhờ đó anh không phải đầu thai, giống như một con ma vậy. Hotaru, em hãy quên anh đi, cơ thể phép thuật này rất yếu ớt. Chỉ cần chạm vào con người thật, nó sẽ tan biến. Hotaru ngắt lời anh, em sẽ nghĩ về anh vào mùa đông, cả mùa thu và mùa xuân. Jin đừng quên em nhé. Ngày nào đó, thời gian sẽ chia cắt chúng ta, nhưng mà dù có vậy, cho đến khi đó, hãy ở cùng nhau. Jin rủ cô đến lễ hội hè của yêu quái vào tối nay. Cô thích thú đồng ý, nhưng cô lại sợ ở đó nhiều yêu quái lại là ban đêm nữa. Jin nói, lễ hội bắt chước theo con người nên không khác với lễ hội của con người lắm. Hơn nữa anh sẽ bảo vệ em. Tối đó, cả khu rừng được thắp sáng. Hotaru đi cùng với Jin. Cô nói, lễ hội như của con người vậy, ai cũng giả làm người hết sao? Jin trả lời, phải, nhưng thỉnh thoảng cũng có con người thật lạc vào nữa cơ. Jin đưa cho cô sợi dây, bảo cô buộc vào tay nếu không sẽ lạc đấy. Cô nói, như hẹn hò ấy nhỉ? Jin nói, là hẹn hò thật đấy. Rồi họ cùng đi chơi. Hotaru thích thú khi xem bắn pháo hoa. Họ đến xem xiếc thú, mấy đứa trẻ trêu họ. Cặp đôi kìa. Hotaru cười vui về điều đó. Buổi lễ kết thúc, Jin đưa Hotaru trở về. Trên đường đi, anh nói với cô, dù không thích đám đông nhưng anh vẫn muốn đến để gặp em. Hotaru muốn nắm lấy tay Jin, nhưng cô không dám, cô lo sợ một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra. Jin tháo mặt nạ ra đeo cho Hotaru. Jin hôn lên chiếc mặt nạ đó. Hotaru như bị đứng hình. Jin nói, hãy giữ nó nhé. Rồi họ tiếp tục đi. Có hai đứa trẻ chạy đùa giỡn, một đứa bị vấp té, Jin đưa tay đỡ lấy. Cậu cảm ơn rồi chạy tiếp. Bàn tay Jin bắt đầu phát sáng và tan ra, thì ra cậu bé lúc nãy là con người thật. Hotaru lo lắng, Jin giang vòng tay nói, lại đây, Hotaru. Hotaru tháo mặt nạ, lao đến ôm anh, lần này Jin không còn tránh cô nữa. Jin từ từ tan biến. Hotaru ôm chiếc áo còn sót lại của anh, cô khóc nức nở và nói, em yêu anh. Nhưng có lẽ Jin sẽ chẳng thể nghe được. Nhiều yêu quái xuất hiện cùng với những con đom đóm, họ nói cảm ơn cô, đã cho Jin được ôm một con người thật, dù chỉ một lần rồi tan biến. Thế là từ nay, có lẽ Hotaru sẽ không còn trông chờ mùa hè tới như trước nữa. Cô cảm thấy nhói trong tim, và cô khóc. Một tình yêu tuyệt đẹp nhưng quá đỗi mong manh tựa như những con đom đóm mùa hè, chỉ sống một thời gian thật ngắn. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những kỷ niệm, và chắc chắn rằng nó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời. Hãy trân trọng những gì mình đang có và cố gắng xây dựng những kỷ niệm đẹp cho mình và trong lòng người khác. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh Minzy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.